Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê, nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ, không dám hỏi lại người. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Người làm lớn là người phục vụ. Bởi vì các môn đệ quan niệm rằng Thầy mình đến để giải phóng dân Do Thái về mặt chính trị và Ngài sẽ làm vua, điều các ông hằng mơ tưởng bấy lâu nay là mai mốt khi Thầy mình làm vua thì mình cũng sẽ làm quan, nắm những chức vụ chủ chốt trong triều đình của Ngài. Nhưng những chức vụ chủ chốt ấy dẫu sao vẫn có chức lớn, chức nhỏ hơn. Thế là các ông bàn tán với nhau xem ai là người được Đức Giêsu giao cho chức vụ lớn nhất. Sở dĩ các ông không thể chấp nhận việc Ngài chết, vì nếu Ngài chết thì những mơ tưởng đẹp đẽ của các ông sẽ biến thành mây khói, và các ông sẽ lại trở về với những thực tại tầm thường của mình. Chúa đã dùng cơ hội này dạy cho các môn đệ con đường trở nên người lớn lao thật sự. Đó là con đường phục vụ. Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Nghe lời này của Chúa Giêsu, có thể nhiều người sẽ thắc mắc rằng nếu người đứng đầu lại phải sống như những người đứng cuối, làm đầy tớ người khác, thì còn ai muốn phấn đấu nữa? Thực vậy, địa vị, chức quyền đều không phải là điều xấu, nếu chúng được dùng như phương tiện để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa, để phục vụ con người, và coi bản thân mình chỉ là dụng cụ mà Thiên Chúa dùng để thực hiện kế hoạch của Ngài mà thôi. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền lành, xin dạy chúng con ở bất cứ địa vị, chức tước nào cũng đều cố gắng noi gương Chúa mà sống khiêm nhường, nhân từ, chân tình yêu thương và dấn thân phục vụ mọi lúc mọi nơi, nơi những con người bé nhỏ tầm thường, đau khổ và khốn khó. Amen.